Câu hỏi: khi còn bé các con đã sử dụng, nhưng để vận dụng trong văn nói hay văn viết như thế nào, chúng ta cần phải tìm hiểu khái niệm một cách chính xác. Và câu hỏi được hiểu là câu hỏi còn gọi là câu nghi vấn, dùng để hỏi, để tìm hiểu thông tin về những điều mà mình chưa biết. Nhớ nhá, câu hỏi còn có thể gọi là câu nghi vấn. Ví dụ này: quyển sách này của bạn nào nhỉ? Như vậy con đang hỏi các bạn khác. Câu hỏi trong đoạn văn này, cùng nghe cô đọc đoạn văn nhé. Từ nhỏ, Tsiolkovsky đã ước mơ được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được? Trong câu này, các con thấy đấy, cụm từ nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ có nghĩa là ông đang tự suy nghĩ và đặt câu hỏi cho chính bản thân mình: vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được? Ông đang tự hỏi mình. Như vậy, câu hỏi không phải lúc nào cũng để hỏi người khác đâu. Con có thể đặt câu hỏi để tự hỏi mình. Đó cũng là một cách để thông qua đó con diễn đạt suy nghĩ của mình đấy. Dấu hiệu nhận biết câu hỏi rất đơn giản, bắt buộc phải có. Đấy là kết thúc câu phải sử dụng dấu chấm hỏi. Con sử dụng dấu chấm hỏi hoặc gọi là dấu hỏi chấm cũng được, nhưng bắt buộc phải có. Nếu không có, con đã làm mất đi ý nghĩa của câu hỏi. Bên cạnh đó, câu hỏi còn có những từ ngữ dùng để hỏi, hoặc ta gọi là từ nghi vấn. Ví dụ, ai, gì, sao, phải không? À,